Tổng cục thuế vừa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng. Đề xuất này được đánh giá sẽ giúp minh bạch thị trường, tạo thuận lợi cho công tác quản lý việc thu thuế giữa các đơn vị kinh doanh công bằng hơn. Tuy nhiên, để đi vào thực tế cuộc sống, các chuyên gia cho rằng còn nhiều điều cần phải bàn. Những ngày này, giá vàng miếng SJC đã tăng lên mức kỷ lục. Có thời điểm được bán ra ở mức 89 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục giữ mức giao dịch quanh mốc 2.300 đô la Mỹ trên một ounce. Tính ra, giá vàng trong nước đang đắt hơn vàng thế giới đến 18 triệu đồng một lượng. Rõ ràng là với cái độ chênh lệch của cái giá vàng Việt Nam với giá vàng thế giới hiện nay, nó vào khoảng 18,5 triệu một lượng, thì đây là một cái khoảng cách quá xa. Khi sự chênh lệch là quá lớn, không chỉ tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư mà còn gia tăng tình trạng buôn lậu, đầu cơ hưởng chênh lệch giá. Kiến nghị bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng được kỳ vọng sẽ kiểm soát được các giao dịch, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý. Từ đó, quản lý thuế sẽ công bằng và chính xác hơn. Chúng ta sớm đưa vào diện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng và các loại tài sản có giá trị phải nhất thiết phải thanh toán qua ngân hàng. Và việc thanh toán qua ngân hàng nó cũng bảo đảm chúng ta minh bạch nó hóa nền kinh tế, cũng giống như việc giúp cho chúng ta thanh tra kiểm tra và bảo vệ cái người làm ăn chân chính, cũng như là ngăn chặn lại những cái hành động phi pháp. Tất nhiên là những cái người mua lẻ một vài chỉ thì cái mức nó cũng không đáng kể, nhưng hầu hết hiện nay thì cái lượng mua thường là nó từ hàng chục triệu trở lên, và với cái mức giá, mức mà thanh toán hàng chục triệu thì cái yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt chúng tôi cho rằng là hợp lý. Tuy vậy, không phải khách hàng nào đến giao dịch vàng cũng là nhà đầu tư mua bán với khối lượng lớn. Rất nhiều người dân mua vàng tích trữ như một thói quen, số lượng không nhiều. Hiện chưa có ngành nghề kinh doanh nào buộc thanh toán qua hệ thống ngân hàng 100%. Các chuyên gia cho rằng, nếu thực sự nghiên cứu tiến tới thực hiện hóa đề xuất của ngành thuế thì cần có khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng.